Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Nay mình sẽ quay video đóng bài cờ bạc nha mọi người. Và mình nhận làm theo yêu cầu luôn nha. Đó, cái này là xong nha mọi người. Mới đóng cho anh miền Tây nè. Đó, anh em vô tham khảo rồi kích thước hay gì làm theo yêu cầu luôn nha mọi người. Giá cả hợp lý ship tận nơi nha. Đó, cái này làm xong rồi nè mọi người. Anh em cứ kết thì inbox và số Zalo mình nha. Cái này là trước đi lô hai cái này nha mọi người, ship tận nơi luôn nha. Bữa nay gửi hàng Viettel thì hình như có mấy trăm đó mọi người, ship tận tới tận nhà luôn. Không không phải gửi xe gì hết, ship tới tận răng luôn nha mọi người. Quan trọng là giá cả hợp lý là mình nhận hết nha. Và số điện thoại mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha mọi người. Vô cái gì gọi trực tiếp hoặc là inbox Zalo mình nha. Đó. Bàn này là nó cao 8 tấc. Dài 1m1 cùng 1m2 nha mọi người. Đó. Này hình ảnh từ xa này. 100 150. Đó, cái này là cái hoàn thiện mới gửi đi hôm nay nha mọi người, đi về An Giang. Về An Giang mới đóng cho anh trai, mới thiết kế lại gọn gàng nha mọi người. Học bàn dưới hai học nè, bên này là một học một cánh, bên kia ba học, ở giữa thì một miếng dán qua hai học, một học lớn một học nhỏ nha mọi người. Cách thức đặt là mọi người cứ vào ở dưới đó, hoặc là kết bạn Zalo mình là 0326502219 nha, hoặc gọi trực tiếp vào số này cũng được nha mọi người. Mình có đỡ dưới phần mô tả nha. Và mình xin nói trước là nếu đẹp thì chuyển mình cọc trước luôn mình mới nhận làm nha mọi người. Ok, ngựa thì bài bản, sơn thì rất ok, mà gỗ thì chất liệu gỗ là keo hết nha mọi người, không phải dán ép nha, là keo hết. Bàn nó nặng tới 100 kg ấy, hai người khiêng nhiều lúc còn hơi cống rống nha mọi người. Chất liệu của gỗ nha, phun sơn bài bản nha. Đó, gỗ rất là dày, bề mặt rất là dày, dày 4 phân mọi người, trên mặt là dày 4 phân đó. Còn ở bên hông dán ép này kia là như một phân phân 2 đến 1,5 đó, rất là bài bản và chắc chắn nha. Xài cái bàn này chắc xài cả trọn đời. Ok nha mọi người.